Người ta nói bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, nghĩ rằng cái gì có khởi đầu rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc. Dẫu biết đó là điều tất yếu của cuộc sống, nhưng thực sự có những bữa tiệc vẫn để lại biết bao luyến tiếc nhớ nhung khi nó kết thúc. Và trong thời điểm ngổn ngang của mùa giải, chuẩn bị bước vào giai đoạn kịch tính cuối mùa, một sự ra đi của một người xưa cũ thực sự gây nên một nỗi bất ngờ, và nếu không muốn nói là gây sốc cho nhiều người hâm mộ. Lời từ biệt của vị giáo sư đáng kính Arsene Wenger. Đã bao mùa giải nay, việc giáo sư bị la ó, bị đòi sa thải là một điều đã khá quen thuộc với một số không ít cổ động viên Arsenal. Bởi đơn giản họ đã hy vọng, đã chờ đợi, rồi lại thất vọng vì chuỗi thành tích nghèo nàn của đội nhà yêu dấu quá nhiều lần rồi. Thực sự, nếu bạn là một cổ động viên nhiệt thành nhất, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng với những năm tháng chờ đợi mỏi mòn quá dài, trong khi lại chứng kiến những đại kình địch một thời lần lượt bước lên đỉnh cao như MU, Manchester City, Chelsea, vân vân. Song cái thời điểm mà họ được nghe lời từ chức từ vị giáo sư đáng kính thì một cảm xúc thật khó tả vẫn trào dâng. Có thể rất nhiều người đã bùi ngùi rơi nước mắt vì cái khoảnh khắc biết chắc là sẽ đến, nhưng sao lại đột ngột như thế này. Trong cái thời đại của kim tiền, nhiều câu lạc bộ thay huấn luyện viên như thay áo, cái tình giữa người thầy và học trò, giữa cổ động viên và huấn luyện viên liệu có được bao nhiêu? Thử hỏi xem nếu Jose Mourinho chia tay MU, Pep Guardiola tạm biệt Manchester City, hay thậm chí Jurgen Klopp kết thúc mối lương duyên với Liverpool, có mấy ai nhỏ giọt nước mắt nào không? Nhưng ngày mà Wenger ra đi, người ta sẽ còn nhớ mãi, sẽ còn đó những giọt nước mắt lưu luyến một thời đã qua. Bởi vì sao? Vì Wenger đã để lại những ký ức quá tuyệt vời. Những di sản ông để lại là không thể chối cãi. Một lối đá đẹp mắt giữa ngổn ngang bạo lực một thời của Premier League thập niên 1990. Và ngày ấy, Arsene Wenger cùng Sir Alex Ferguson đã tạo ra một cuộc thay đổi ngoạn mục cho ngoại hạng Anh. Cách mạng, đột phá, duy mỹ là những từ ngữ mà báo chí dùng để khen Pep Guardiola cùng Manchester City mùa này. Nhưng thực ra, họ đều đã dùng để nói về Arsene Wenger từ hai thập kỷ trước. Năm 1998, khi Arsenal giành cú đúp ngoại hạng Anh và cúp FA, Wenger đã được xem như một nhà truyền giáo. Vào thập niên 1990, cú đúp quốc nội là một thành tựu được đánh giá rất cao ở các giải vô địch quốc gia châu Âu. Trước cú đúp của Arsenal mùa năm 1997-1998, chỉ có 5 đội bóng Anh đoạt cả cúp FA và lên ngôi giải vô địch quốc gia trong cùng một năm. Việc Wenger, huấn luyện viên mới dẫn dắt Arsenal hơn 2 năm, có thành tích này gây ra một sự ngạc nhiên lớn. Khi Arsenal công bố tên huấn luyện viên mới vào năm 1996, nhiều tờ báo Anh không biết người đàn ông này là ai. Cái tiêu đề được thấy nhiều nhất ngày ấy là Arsene Who, tức Arsene Wenger là ai. Bởi trước đó, người ta chỉ biết ông từng dẫn dắt AS Monaco vô địch Ligue 1 mùa 1987-1988, sau đó đến Nhật Bản làm việc. Do đó, với việc ông giành được những danh hiệu lớn như vậy trước một ông lớn như MU thời ấy, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, thì không có gì lấy làm lạ khi ông được ca ngợi như một nhà cách mạng của bóng đá Anh, với bộ khung gồm nhiều cầu thủ nước ngoài chơi kỹ thuật như Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Blas Anelka. Gary Neville nói sau khi Wenger chia tay Arsenal cuối mùa này, ông ấy đã tạo nên đối thủ đáng sợ nhất mà tôi từng đối đầu tại nước Anh. Đội hình 1998 của Arsenal thực sự tuyệt vời. Cách chơi của họ buộc chúng tôi cũng phải thay đổi theo. Bây giờ, Wenger xứng đáng với những lời từ biệt trân trọng nhất. Nếu bạn từng là một cổ động viên cho MU thời ấy,
Thì thực sự những cuộc đối đầu với Arsenal lúc đó không chỉ là một bữa tiệc bóng đá mà còn là một nỗi lo lắng thường trực. Bởi ngày ấy, Arsenal luôn là một đối thủ đáng gờm với một lối chơi ban bật tốc độ cao khiến cho các đối thủ của họ phải chóng mặt. Arsene Wenger và Alex Ferguson chính là những khai quốc công thần trong giai đoạn ngoại hạng Anh thành hình và nỗ lực để theo kịp những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác. Cái thời mà ở Việt Nam người ta chỉ biết đến bóng đá Ý. Nhờ có hai huấn luyện viên này và cuộc tranh đua giữa họ, giải ngoại hạng Anh đã thăng tiến như vũ bão và dần trở thành giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Nhưng nếu Ferguson là một người thức thời, Wenger lại là một người theo đuổi trường phái lãng mạn. Ferguson viết 3 cuốn tự truyện, cuốn sau bán chạy hơn cuốn trước. Chính là vì nắm bắt rất tốt thị trường rồi tiến hành những điều chỉnh phù hợp. Sau khi nghỉ hưu, Ferguson trở thành một diễn giả ở các trường đại học. Phương châm của ông, lãnh đạo chứ không huấn luyện, có thể áp dụng được vào rất nhiều lĩnh vực trong đời sống. Về triết lý bóng đá, Ferguson thay đổi liên tục, tấn công mạnh mẽ trong giai đoạn đầu và thực dụng vô cùng trong giai đoạn sau. Thành công vì thế cũng theo ông cho đến ngày giải nghệ. Còn Wenger thì khác. Huấn luyện viên Mircea Lucescu từng có một so sánh rất thú vị. Arsene là nhà cầm quân quý tộc. Ông ta không từ tầng lớp lao động như Alex Ferguson, không hung hăng bẩm sinh như Jose Mourinho, mà có phong thái vượt qua tất cả. Wenger trên thực tế không sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng chọn sự nghiệp cầm quân, ông luôn nỗ lực để vinh danh sự quý tộc. Wenger hội tụ những phẩm chất từng khiến nước Pháp được cả thế giới ngưỡng mộ: lãng mạn, hoài cổ và rất thượng lưu. Quan điểm huấn luyện của ông cũng khác với Ferguson. Ông xem cầu thủ như những học trò. Chữ giáo sư mà chúng ta hay nghe báo chí gán cho ông có nghĩa là thầy giáo, chứ không phải một học vị. Quan điểm của Wenger như ông từng nhiều lần chia sẻ là dạy các cầu thủ cách chơi bóng còn quan trọng hơn cả cách chiến thắng. Nếu các huấn luyện viên khác trên thế giới đề cao kỷ luật và hệ thống, Wenger lại luôn duy mỹ và đặt trọng tâm vào con người. Thành ra mới có một câu chuyện thật trớ trêu. Từ tháng 9 năm 1996 cho đến tháng 2 năm 2014, Arsenal giành vô số những giải thưởng fair play, nhưng lại đồng thời là đội bóng có hồ sơ kỷ luật thuộc hàng tồi nhất với 100 chiếc thẻ đỏ. Wenger luôn thích các cầu thủ trẻ vì ông luôn thích nhìn thấy họ tiến bộ. Khởi đi từ một đứa trẻ đá bóng trên đường phố, Wenger luôn nhắc nhở cầu thủ nhớ một điều: trước khi có tiền bạc, hợp đồng và những cám dỗ, thứ duy nhất khiến họ chơi bóng chính là niềm vui. Wenger từng nói: tôi luôn nghĩ mục tiêu của mọi thứ trên đời đều quy về một mối. Ta phải cố làm nó tốt đến mức trở thành một nghệ thuật. The move, and then this, which left Dabby's ass totally stranded. Câu nói này được Wenger đúc kết sau một năm làm việc tại Nhật Bản ở câu lạc bộ Nagoya Grampus Eight. Wenger có cái lãng mạn rất nước Pháp, nhưng cũng có cái trầm mặc rất Nhật Bản. Chúng ta còn thấy thêm về triết lý bóng đá, giá trị thể thao và sự tôn trọng đạo đức của Wenger trong một bài trả lời phỏng vấn với El Equipe năm 2016. Tôi không phải lúc nào cũng fair play. Trong mỗi con người, khát vọng tranh đua bao giờ cũng lớn và nó khiến ta có thể bước qua những ranh giới. Tôi thừa nhận mình không giỏi trong việc giữ gìn sự fair play tuyệt đối vì tôi thù ghét thất bại vô cùng. Với người Anh, sự quý tộc và fair play của họ là điều rất ý nghĩa. Hãy nhìn đội rugby đi, bị loại từ vòng bảng ngay trên sân nhà, nhưng vẫn vỗ tay cho đội Australia khi đối thủ rời sân. Hành động ấy xứng đáng được tôn trọng. Chúng ta hiểu rõ họ đang đau khổ như thế nào, nhưng họ vẫn vinh danh đối thủ. Hình ảnh ấy rất tốt cho thể thao, giáo sư cho biết. Khi còn làm việc ở Nhật Bản, tôi có theo dõi sumo. Điều tôi thích ở môn thể thao này là vào cuối trận đấu,
Người chiến thắng không bao giờ ăn mừng để khiến bại tướng của mình cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã bao lần phải chịu đựng thất bại, nhưng đối xử trước thất bại của người khác cũng đòi hỏi văn hóa. Về điều này thì tôi thật sự kính trọng Nhật Bản và giá trị của Anh Quốc. Sau 22 năm dẫn dắt Arsenal, ấn tượng lớn nhất mà Arsene Wenger để lại trong tiềm thức của người hâm mộ là gì? Mùa giải 2003-2004 bất bại, thế đối đầu với Sir Alex Ferguson và MU, Thierry Henry hay những thất bại liên tục trong hơn một thập kỷ đã qua. Tất cả đều đúng nhưng chưa hẳn đủ. Điều lớn nhất mà Wenger mang lại cho Arsenal là hình ảnh có 1-0-2 về câu lạc bộ đi ngược lại mọi tiêu chuẩn trước đó của bóng đá Anh. Trước khi Wenger tới, số 10 của Arsenal là Paul Merson. Mỗi cầu thủ, ngay cả những người xem bóng đá ngày đó, cũng khó có thể miêu tả lại bằng ngôn từ vào thời điểm hiện tại. Merson đậm người, không quá cao, không kỹ thuật như Glenn Hoddle, cũng chẳng mạnh mẽ như John Barnes. Năm 26 tuổi, Merson thừa nhận mình nghiện rượu, sau đó là cờ bạc. Bờm nhậu khi đó của Merson trong đội hình Arsenal còn có Tony Adams. Sau khi Wenger tới, những số 10 tiêu biểu của Arsenal là Dennis Bergkamp, Sami Nasri hay Mesut Ozil. Những mẫu cầu thủ nhắm mắt cũng tưởng tượng ra họ sẽ tư duy như thế nào, xử lý trái bóng ra sao. Với Merson và Adams, người đầu tiên rời câu lạc bộ ngay trong năm đầu tiên, người thứ hai cai rượu thành công và là thủ lĩnh của Arsenal giành hai cú đúp quốc nội Premier League và FA Cup năm 1998 và 2002. Manchester United là một tiêu chuẩn khi Wenger tới Anh. Ông ấy thay đổi trận đấu, phương pháp tiếp cận trận đấu và bắt đầu giành những danh hiệu. Điều này làm cho Sir Alex phải suy nghĩ và định hình lại MU. Ông ấy đã làm điều đó và giúp cho MU trở lại mạnh mẽ hơn. Sự cạnh tranh này đã diễn ra trong thời gian dài và mang tới rất nhiều cảm xúc, khoảnh khắc, niềm vui và cả nước mắt về mối liên kết giữa hai câu lạc bộ. Một khoảnh khắc trong lịch sử bóng đá Anh sẽ được ghi nhớ. Wenger thay đổi những trận đấu của Anh theo hướng tốt lên như một cuộc cách mạng về bóng đá, chế độ ăn uống, phương pháp đào tạo. Ai cũng vậy, hoặc phải thích nghi hoặc bị thụt lùi phía sau. Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đỉnh cao và mang tới cơ hội cho nhiều người khác. Có bao nhiêu người đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp bóng đá? Wenger đã làm điều đó và ông ấy đã giành được những danh hiệu. Rio Ferdinand đưa ra những lời tri ân cho Wenger. Giá trị thể thao mà Wenger tạo ra tại Arsenal là ở đó. Ông đẩy triết lý giáo dục của mình vào Arsenal và biến câu lạc bộ này trở thành một ốc đảo riêng biệt về mặt triết lý của nền bóng đá Anh Quốc vốn bảo thủ. Bóng đá của Wenger được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt nhất như chế độ ăn uống, sử dụng các chuyên gia xoa bóp, yoga. Đáng nói, Wenger không ép buộc cầu thủ mà những học trò tự giác nghe theo lời ông. Ông ấy tạo ra môi trường để học hỏi, Martin Keown nói. Và chúng tôi chỉ làm theo. Ông ấy khuyến khích mọi người như vậy, thúc đẩy mọi người quyết định đúng. Trước khi Pep Guardiola gây sốt cho cả xứ sở sương mù vì tính tỉ mỉ tới mức đo độ dài mặt cỏ để các cầu thủ có thể chơi bóng như mình muốn, Wenger đã làm điều tương tự cách đây hơn 2 thập kỷ. Như chính Wenger thừa nhận, một trong những điều tuyệt vời nhất của nghề nghiệp chúng tôi là ảnh hưởng tới người khác theo hướng tích cực. Ông đã thay đổi cả lịch sử Arsenal, biến câu lạc bộ từ chỗ đá ba hậu vệ chặt chém kiểu Anh truyền thống tới hình mẫu bóng đá đẹp với sự cân bằng gần như tuyệt đối trong tấn công lẫn phòng ngự, bằng sự tỉ mỉ trong phương pháp giáo dục không gượng ép. Nếu không phải Wenger, liệu có một huấn luyện viên nào đưa Arsenal tới thời kỳ mà câu lạc bộ ra sân, chơi bóng, chiến thắng theo phong cách robot được lập trình như thế này hay không? Giai đoạn cuối những năm 1990 đầu 2000, ba câu lạc bộ Anh được hâm mộ nhiều nhất trên bình diện toàn cầu là Manchester United, Liverpool và Arsenal. Thời điểm ấy, Manchester United là đội bóng thành công nhất, Liverpool có truyền thống hào hùng nhất, còn Arsenal được xem là có lối chơi duy mỹ nhất. Chỉ từ khi Wenger đặt chân tới sân Highbury,
khái niệm bóng đá đẹp mới bắt đầu trở thành bộ nhận dạng thương hiệu của Arsenal. Huyền thoại Brian Clough từng đúc kết: "Tôi mơ được vuốt ve người đẹp Marilyn Monroe như cái cách mà Arsenal vuốt ve chai bóng." Quả vậy, trước lúc thế giới bóng đá chứng kiến một đội hình kiểm soát thế trận và truyền bóng hoa mỹ như cách mà Barca làm ở những năm đầu thập niên 2010, thì Arsenal của Wenger đã tạo ra một lối chơi như thế, với những đường bóng như thêu hoa dệt gấm, cùng những pha phối hợp cự ly ngắn băng bệt giàu chất nghệ thuật. Và trong những năm tháng hào hùng ấy, Wenger đã tạo ra một kỳ tích có 1-0-2 trong lịch sử, là 49 trận bất bại để lên ngôi vương hoàn toàn thuyết phục trong mùa giải 2003-2004. Thực sự, nếu bạn yêu bóng đá thì bạn không thể không khâm phục và bị mê hoặc bởi đội hình trong mơ của Arsène Wenger xây dựng năm ấy, với bộ đôi trung vệ tài năng Kolo Touré, Sean Campbell, hậu vệ cánh Ashley Cole, đôi cánh thiên thần ở hai hành lang Robert Pires và Freddie Lombard, trung tâm hàng tiền vệ là huyền thoại Patrick Vieira, và phía trên là hai tiền đạo được xem là hay nhất trong lịch sử của Arsenal, Thierry Henry và Dennis Bergkamp. Với đội hình ấy, Arsenal đã có hơn một năm làm mưa làm gió tại đấu trường quốc nội. Arsenal và các cổ động viên say sưa trong men chiến thắng và hy vọng vào một thời kỳ cực thịnh của câu lạc bộ. Nhưng tiếc thay, đó là lần cuối cùng những người yêu mến pháo thủ được nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh cao, cho đến thời điểm Wenger chia tay Arsenal. Không ai biết nguyên nhân của sự thật đau lòng này là gì. Đó chắc chắn không phải là lỗi của Wenger, mà có thể đó chính là lỗi của thời cuộc. Năm 2003, Abramovich mua lại Chelsea và với túi tiền không đáy đã tạo ra một cuộc chơi hoàn toàn khác. Có những thứ không mua được bằng tiền mà được mua bằng rất nhiều tiền. Triết lý của Wenger là đúng, nhưng hẳn là nó không đủ nhanh để các cầu thủ trẻ có thể trưởng thành nhanh chóng để đối mặt với loạt sao được xây dựng từ những đồng đô la của Chelsea. Dù MU vẫn luôn là một đội bóng lớn, hay Chelsea là đại gia mới nổi nhờ sự đầu tư của ông chủ Roman Abramovich, ít ai dám tin Arsenal sẽ chẳng thể đăng quang ngôi vương bóng đá Anh thêm lần nào nữa, khi họ vẫn còn đó Wenger cùng một dàn cầu thủ chất lượng. Manchester United stand between the champions. Nhưng điều khó tin ấy lại xảy ra. Kể từ sau chiếc cúp FA 2005, cổ động viên Arsenal phải chờ thêm 9 năm ròng để lại một lần nữa chứng kiến đội bóng con cưng, cũng chính tại cúp FA. 9 năm, chính xác hơn là 3.283 ngày và 512 trận đấu. Trong thời gian đấy, rất nhiều viên ngọc thô tới Arsenal và rời đi với tư cách một ngôi sao, để lại ông giáo Wenger ngồi cầm cuội xây dựng lại từ đầu. 9 năm ấy, từ một ứng cử viên vô địch hàng đầu, Arsenal dần tuột lại phía sau khi những đối thủ cũ vẫn duy trì được sức mạnh, trong khi các thế lực mới như Manchester City hay Tottenham dần vươn lên với sự quyết tâm và đầu tư lớn lao. Xuyên suốt thời gian dẫn dắt Arsenal, Wenger có trong tay không ít nhân tài, từ thế hệ của Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira v.v. cho tới những Van Persie, Cesc Fabregas, Sami Nasri, Alexis Sanchez sau này. Nhưng đa phần, các tài năng của Arsenal đều ra đi từ những chân trời mới vì nhiều lý do khác nhau. Phần lớn trong số họ muốn tìm kiếm những danh hiệu, vinh quang ở đội bóng mới với các đồng đội đẳng cấp cao, hay thứ thù lao kết xù mà Arsenal không thể đáp ứng. Thứ giá trị thể thao mà Wenger luôn muốn hướng tới giờ bị nhấn chìm bởi những toan tính thiệt hơn, những cuộc chiến kim tiền trên thị trường chuyển nhượng vào mỗi mùa hè. Chắc hẳn chúng ta chưa thể nào quên những cảm xúc mà U23 Việt Nam đã mang đến cho cả nước trong kỳ U23 châu Á 2017 vừa qua. Và những cầu thủ đã mang đến những giây phút thăng hoa đó, không ai khác, chính là những cầu thủ được đào tạo từ triết lý của Wenger,
hoặc chịu ảnh hưởng một phần lớn từ đó. Cái tên nổi tiếng và dễ dàng được biết đến nhất là Hoàng Anh Gia Lai, nữ con tim của một ông bầu từng một thời được xem là người mơ mộng khi mang mô hình đào tạo chuyên nghiệp đầu tiên vào Việt Nam, đó chính là Bầu Đức. Với một niềm tin son sắc vào sự đổi thay của bóng đá nước nhà, ông đã không chọn ai khác ngoài mô hình Arsenal của Arsene Wenger để làm bệ phóng. Và chắc hẳn chúng ta cũng thấy phải 10 năm sau trái ngọt mới nở hoa dưới chân các tuyển thủ U23 như vừa rồi. Nhưng trong thế giới đổi thay như ngày nay, liệu một câu lạc bộ có đợi một huấn luyện viên quá lâu như vậy được hay không? Sẽ thật dễ dàng để chỉ trích Wenger. Thật ra chỉ trích nói chung là hành động không hề khó. Thay đổi mới là điều xứng đáng để nâng lên đặt xuống. Trên khía cạnh ấy, Wenger xứng đáng nhận được mọi sự tôn vinh. Không có ông, Arsenal không thể là Arsenal của ngày hôm nay. Sự thật ấy không ai có thể chối bỏ. Người ta nói tình yêu có thể xóa bỏ mọi hận thù và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Và có thật, chính tình yêu trong sáng đầy mơ mộng của Wenger với lối bóng đá đẹp với Arsenal đã thực sự đặt ông vào một vị trí bất khả xâm phạm trong tim của cổ động viên và câu lạc bộ Arsenal, tương tự như cách mà các cổ động viên MU luôn nhớ thương tri ân đến cho Sir Alex Ferguson. Trong thế giới bóng đá ngày nay, nơi mà tiền bạc danh hiệu luôn đặt lên hàng đầu, thì những gì mà Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger làm được là một điều xa xỉ. Thế giới sẽ không bao giờ quên câu chuyện Sir Alex Ferguson tự lùng sục tìm cho cậu học trò con cưng Wayne Rooney khóa học guitar. Ferguson tin rằng chơi guitar sẽ giúp cho bản tính nóng nảy của Rooney giảm tông đi vài phần. Người hâm mộ MU vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện Sir Alex lái xe xuyên đêm đến nhà của Ryan Giggs thuyết phục anh gia nhập học viện đào tạo của MU thay vì Manchester City. Công việc đó Sir Alex có thể giao cho bất kỳ ai, nhưng ông vẫn muốn đích thân làm. Báo giới Anh từng lan truyền câu chuyện kể rằng ban lãnh đạo Arsenal từ chối lời đề nghị mua tiền vệ trung tâm của Wenger, buộc giáo sư phải đảo một vòng đội trẻ tìm cái tên đôn lên đội 1, chỉ là vị trí dự bị số 3 mà thôi. Wenger sau đó dành tới 8 tuần liên tiếp, ngày nào cũng dành thời gian rỗi dự khán các trận đấu của đội trẻ. Ông nhắm được một nhân vật. Tiếc rằng sau 8 tuần theo dõi, ông vẫn không thể duyệt được cầu thủ kia. Mùa bóng năm đó, Wenger chỉ có 3 tiền vệ trung tâm, chỉ là một vị trí dự bị số 3. Wenger hoàn toàn có thể chọn đại cái tên nào đó khá khẩm nhất từ đội trẻ. Tuy nhiên, trách nhiệm và tình yêu với Arsenal không cho ông làm vậy. Ở Anh, tôi tin rằng câu lạc bộ bóng đá mà bạn yêu chính là một phần quyển hộ chiếu của bạn. Với tôi, đó là Arsenal, Wenger nói. Thế giới bóng đá đã chứng kiến hai tình yêu vĩ đại lần lượt chia tay Premier League. Người hâm mộ nhớ họ. Trong sâu thẳm, nhiều người còn trăn trở thêm với câu hỏi: thế giới huấn luyện viên có còn tình yêu hay không? Jose Mourinho làm việc ở Manchester, những gia đình ông vẫn sống ở London. Cứ mỗi dịp rảnh rỗi, Mourinho lại bay về London hội ngộ với gia đình, thay vì dành thời gian xích lại gần các học trò. Ông không có nhu cầu làm vậy, bởi đơn giản việc dẫn dắt MU là do hợp đồng quy định, và Mourinho nhận lương để làm việc đó. Chấm hết. Tình cảm, sự gắn kết như Sir Alex năm xưa là điều xa xỉ. Antonio Conte bỏ Chelsea đi nghỉ hè mà không thèm liên lạc với đội bóng trong suốt thời gian dài. Khi báo chí Anh hỏi Conte về Diego Costa, ông trả lời xanh rờn: tôi không biết cậu ta đang ở đâu. Nếu là Wenger, chắc chắn ông luôn biết những cậu học trò của mình đang ở chỗ nào. Tuổi thọ trung bình của một huấn luyện viên tại đội bóng cụ thể đang ngày càng ngắn đi. Chelsea thay tới 13 huấn luyện viên trong 14 năm trị vì của ông chủ người Nga Roman Abramovich. Manchester City cũng sẵn sàng trả bất kỳ huấn luyện viên nào không thể mang tới thành công về cho đội bóng. Hôm nay Pep Guardiola có thể là thánh, nhưng nếu ngày mai ông thất bại, lập tức
cổ động viên Manchester City sẽ quay lưng lại với ông. Nhưng với Arsene Wenger thì có lẽ không. Cổ động viên có thể la ó ông như thế, có thể chửi rủa ông như thế, nhưng trong thâm tâm, ông luôn có một vị trí không thể thay thế trong tim họ, bởi vì đó là cái tình. Wenger đã chuẩn bị cho ngày từ biệt pháo thủ. Ông từng nói: giữa tôi và thời gian là một mối quan hệ đầy lo toan. Tôi chiến đấu với nó, tôi sợ trễ giờ, tôi sợ mình không đủ thời gian để hoàn thành những hoài bão. Tôi không dám nhìn lại quá khứ, vì quá khứ đầy những hối hận. Tương lai thì bất ổn, nên hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong hiện tại. Nhưng bây giờ Wenger phải chấp nhận hiện tại ấy không còn Arsenal nữa. Học pháo kiêu hãnh của thành London sẽ không còn chàng nã phá luân già vẫn chắc chiêu từng gói thuốc nổ. Ta có thể gọi Wenger là gì đây? Một người trung thành, một ông lão cứng đầu, một nhà cách mạng, một kẻ sống sót giữa lò xay huấn luyện viên, một người có thói khổ dâm như chính ông từng nói, hay đơn giản là tổng hòa của tất cả những điều ấy. Hay Wenger chính là ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên năm nào từng làm bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, hóa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng rồi thời gian lướt qua, giá trị xưa như ông đồ già bỗng trở nên cũ kỹ. Wenger bị kẹt lại với quá khứ, với nội tâm duy mỹ không gì lay chuyển được. Và rồi ngày ấy cũng đến. Wenger ra đi vì ông biết không thể giúp Arsenal mạnh hơn được nữa. Hoặc có thể ông không muốn những giọt nước mắt của cổ động viên phải rơi lâu hơn nữa để chờ ngày triết lý của ông thành hiện thực. Ngày ông cất bước ra đi là điều rất nhiều người muốn thấy. Những người đã giễu cợt ông suốt mấy năm qua, những người đã trưng bày hashtag Wenger out ở mọi nơi có thể. Nhưng cũng chính họ chắc chắn sẽ thấy buồn khi nhìn thấy một huấn luyện viên khác ngồi vào chiếc ghế mà Wenger đã ở đấy suốt 22 năm qua. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc gặp nào rồi cũng đến lúc phải chia ly. Và ngày ấy cũng là nỗi buồn không thể nào nguôi của vị giáo sư với vầng trán hằn sâu những nếp nhăn, tiếc rẻ cho một triết lý hoa mỹ vẫn còn dở dang. Còn cả nhà thì sao? Hãy cho ẩm thực và cuộc sống biết suy nghĩ của cả nhà về một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhưng cũng gây nhiều tiếc nuối nhất trong lịch sử bóng đá bằng cách comment bình luận bên dưới. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay thì hãy like và giúp Ẩm thực và cuộc sống chia sẻ video đến cho nhiều người khác cùng biết. Hãy subscribe, đăng ký để sớm nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.